dạo gần đây thì thiên hạ flex ghê quá. Mình thì không có tiền, không có tài gì đủ cả. Thế nhưng mà mình có những game đấu hay. Xin phép flex về một kênh YouTube hơn 50.000 sub. Có rất là nhiều video game được bọn mình làm chỉnh chu, từ giáo án tới kịch bản, thu âm và edit. Mặc dù là sub vẫn lẹt đẹp, còn view thì cũng ít, nhưng mà cố gắng thì rất là nhiều, xứng đáng để khoe đúng không ạ? Còn video này thì mình xin phép flex một chút về đội hình hiệu triệu nhân dắt vàng, với carry chính là Kama, hiện thân của một linh hồn cổ xưa đã tái sinh vô số lần, minh chứng rõ ràng nhất cho truyền thống tâm linh của Ionia, chứ không phải là cô gái đứng đá như mấy ông bảo đâu nhá. Giờ thì vào game. À quên, đây là series chơi cờ với nắng. Game này mình chọn huyền thoại On và tới chơi ở hồ mơ mộng Ionia nhé. Okay. Như thường lệ thì sau 3 rau quái mình sẽ có 3 đồ. Game này là một váy, một giáp, một gậy và đôi bao có tướng để đép. Trong đấy thì có hai nàng họ hàng hiệu trợ nhân rồi. Chọn On là để lấy lò rèn thần thoại mà. Giáp siêu linh cho Maokai cứ gấp hơn nhé. Rồi mình up 4 thêm can trường và cái thú tượng cho Maokai nữa. Là có form đẹp xinh để đép rồi. Đối thủ đầu tiên của mình là một nhà 3 Noxus 4 chết nhưng mà full 1 sao. Đam này không đủ để ăn được Maokai nhà mình nên là mình có chiến thắng đầu tiên. Tiếp theo cũng là một nhà 4 chết cũng toàn 1 sao thì cũng lại thua như cái nhà vừa rồi thôi. Maokai lại có tướng lên 2 luôn thì cái nhà nuôi khủng long này chỉ có khóc thét thôi, nguyên nhà luôn. Tầm này đi chợ thì các bạn cứ cung gậy găng kiếm mà lấy, chứ còn Taric cầm nước mắt như này thì lại ế. Không ai thèm nhưng mà mình thèm, đồ ngon. Còn tướng thì kích Tagon cùng với Soraka ở nhà quá đã. Up 5 luôn để chắc chắn là mình sẽ thắp lên được ngọn lửa đầu tiên. Nhà này thì cũng Noxus nhưng mà Warwick đang cầm đồ của Darius. Nó gầm gừ thì cũng ghê lắm nhưng mà đam làm gì có. Hai Soraka nhà mình búp máu liên tục vào một nanh độc từ Cassiopeia là đủ để hạ gục nó rồi. Đã thắng lại còn thắng nguyên sàn luôn đi chứ. Úi giời, còn gì đẹp hơn khi mà Soraka tự lên 2 luôn để củng cố ngay cho thắng của mình. Bởi vậy mà round này gặp một nhà cũng đang cháy, nhưng mà người mất chiếc quái long ý chứ không phải là mình. Maokai bị đá phù thủy hư không focus hoàn toàn vào, nhưng mà nó liên tục được hồi máu từ Soraka nên là hết round cây máu vẫn còn nguyên. Đập đá 2.7 thì mình có một găng, một ít tướng và một cái BF, làm luôn cái crit phép cho rắn vì đây là cái đồ mà có thể dùng được ở nhiều tình huống nên là không sợ. Thắp lửa không khó, giữ lửa mới vất vả này. Mình bó cẩn up luôn level 6 để kích được mốc 4 hiệu trợ nhân. Lo hơi quá rồi. 3.1 là một nhà Noxus đã có đồ cho Darius nhưng mà nguyên sàn 1 sao. Tiết này thì một cộng lông của Maokai nó còn không lấy được chứ tuổi gì để đánh mình. Tiếp tục là 3 cái lõi vàng. Cô hồi phục cũng khá là ngon nhưng mà mình nghĩ là team mình cần nhiều đam hơn. Cũng chả rốt được lõi là ngon. Mình lấy lò rèn tầm trung để kiếm thêm đồ đam với cả có ít tiền để lên level cao hơn. Thế nhưng mà mở lò rèn ra thì lại chả có đồ đam nào như mong muốn cả. Tanh thì có rồi cũng không lấy thêm dây chuyền làm gì. Vậy thì chốt giao điện để bổ sung kháng phép, coi như là gần chốt bài hiệu trợ nhân rồi ấy. Lúc đấy hay đấy. Surima mà có mỗi cái giáp máu cho cả số 1 sao này thì đúng là nực cười. Châu chấu đá xe tưởng rằng châu ngã, ai ngờ ngã thật. Là sao vậy mọi người? Ai ngủ quên thì chiến thắng trước mình thì không. Đoán là sẽ gặp ông sáu hư không nên là mình xếp lại bài để né đi cú hất từ sứ giả khe nứt. Thế là sứ giả hất cùn thật. Mặc dù là Velcot và những người anh em của nó focus vào Maokai thì mình vẫn dập lửa ông này và kéo dài cái chiến thắng lên 8. Sự lựa chọn được ưu tiên cho những kẻ yếu. Mình đành nhặt cái giáp về thôi. Lúc này thì kinh nghiệm cũng sắp đạt mức 7 rồi. Mình lên luôn và roll nhẹ, rất nhẹ, rất nhẹ thì một phát ra luôn xem. Còn tướng mình cần để kích mốc 6 giờ triệu nhân. Nay cứ thế đổi đói nào, tổ tiên mách bảo là roll nữa đi. Mình roll thêm 2 phát có luôn ta đấy cái vãi trưởng. Tâm linh không đủ ở đâu. Đổi đồ Cassiopeia lại cho Kama vì đây mới là con tướng carry chính của mình. Hôm nay rớt mạng nha các bạn, chắc là tại quên đóng tiền. Hai vòng đấu tiếp theo thì nhẹ nhàng lắm. Với cái phong bài mình đang có thì đố thật nào qua mặt được. Cả team cứ liên tục tạo giáp và hồi máu cho nhau. Một cái chuỗi 10 chắc sinh. Hảo án. Nói nước chạy cho chúng đi không chịu. Lissandra đã có đồ lên 2 thì không nói làm gì. Đằng đây Kama còn cống hiến một lúc hai con để lên 2 luôn mới ảo ba chứ. Năm trừ sói cho mình thêm tướng xài được và một cái gậy để bổ sung đam không thể đẹp hơn. Ơ kìa, xem tới từ hồ mơ mộng và Kama thứ tư xuất hiện trong cửa hàng. Như nào nhỉ? Rồi mời tiền thừa thì mình lên được luôn sen 2 và rắn 2. Lại còn có Kama thứ 5 và Soraka thứ 5 luôn mình chất. 4.1 thì mình gặp hot meta Yasuo Kai'Sa. Mình có lên một video về đội hình này rồi, các bạn có thể xem lại nha. Yasuo 3 đầu đẹp lại còn đại bác liên tục hất tung và chăn chối các team mình. Sau đấy thì còn làm mềm đi vị trí của Kama. Dù đã được hồi phục từ kiếm súng nhưng mà Kama cứ đứt trưởng vào xe team địch, 3 đầu tanh cũng vút rồng thì là bất khả thi. Kai'Sa bên kia thì liên tục tích số quyền trợ và nhảy đi nhảy lại bắn những con mưa Ikatia làm yếu đi toàn bộ carry team mình. Di nặng súng tử thần với phát bắn thứ tư kết liễu đi Kama. Kama nằm xuống, mình gần như là hết đam khi mà chỉ còn lại Sen. Cũng là Sen nhưng mà Sen bên kia bất tử tới gần cuối giao tranh. Kai'Sa làm nốt và dầm lửa của mình. Đấy các bạn lại bảo bài này không mạnh đi, toàn một sao mà bay luôn cái chuỗi 10 của mình. Ba cái lõi cuối cùng đều ngon nhưng mà mình cảm giác là team mình đang thiếu đam trầm trọng nên là mình roll thử và có ngay đũa phép. Mình chọn nó để bổ sung đam thay vì chọn dung hợp cũng là một cái lõi khá là ok. Gậy từ lõi thì mình lắp luôn đi quyền trượng cho Kama. Gặp lại Noxus giờ đã full 2 sao, đủ 6 Noxus. Chỉ có điều là Darius 2 đồ bổ vào set không biết khi nào mới chết. Mình lấy lại phong độ ở round này.
Tiếp tục slow roll để dắt vào đội hình không bỏ sót con nào. Bài pháp sư đa chú quân sư này cũng khá là mạnh ở mấy tay hiện tại. Mỗi tội là ông này tay không có nên là bốc hơi quá nhanh. Team mình tràn vào với những pha tung trổ của Gamma khiến cho Velcot bất lực. Mọi người chơi những cái bài phép như thế này thì nhớ là build tay trước khi là build dam nha. Kinh nghiệm sương máu qua rất là nhiều thất bại của mình đấy. Thế mới là hảo hán. Vẫn đứng đầu bảng nên là không có nhiều sự lựa chọn. Mình lấy kháng phép về để hy vọng là có thể lắp được thêm tay cho xem. Mình tiếp tục slow roll để bắt về các tứ hiệu triệu nhân. Và 5.1 thì mình tiễn một nhà Jerry TH lên bảng. Nhà này mặc dù đã nổ nhưng mà Jerry 1 quá yếu. Tên là cứu anh nhưng mà chơi như này thì hết cứu. Game thử thách mình xem là có mất chuỗi chất quái không bằng một nhà Gwen còn đá bóng đêm đều tệ. Gwen cắt đau đấy nhưng mà xếp như này thì nó lại không luồn ra sau cắt được vào carry của mình. Nhìn em cúp đấy cầm kéo cắt xe trong vô vọng. Mặc cho Kama nó trở đến kia thì mình lại cháy một lần nữa mất rồi. Slow roll tiếp ở Raw Chim và mình lên được Sorakama. Lại có cả Rai để thay cho Cassiopeia nữa. Bày chim cho mình khá là nhiều đồ nhiều tướng. Mình lắp được luôn đi quyền trợ cho Soraka. Cần thêm một chút giảm hồi máu từ giáp lửa cho Sen. Để tí nữa Sen còn đốt ra xua nhà kia nữa. À đúng rồi, cắn đôi lưỡi. Slow roll tiếp nhưng mà Kana thì không thấy đâu. Mà Taric thì 7 con với Galio cũng 6 con rồi chứ ít gì. Ông hư không này cũng không phải là dạng vừa. Giờ đã có con quái vật hư không Baron hiểm trợ. Nhưng mà hàng sau thì không ăn thua. Chia đồ cả Kai'Sa với cả Vel'Koz. Mà Kai'Sa còn 1 sao thì đam sao đủ. Baron tanh rất cố gắng. Nhưng mà Soraka nhà mình tích số quyền trợ và bút một phát đầy máu cho Sen thì Sen cũng không kém miếng đâu. Nguyên Sa là 5.1 quá đau. Taric thứ 8, Galio thứ 7 và Lissandra thứ 6. Nhưng mà nhân vật chính thì vẫn chỉ có 5 con. Ngay dưới mình thì cô Long Dương quá cũng đã cháy hừng hực. Nhưng mà chưa có duyên gặp để dập lửa nhau. Round này thì mình gặp lại Noxus. Đại tướng giờ đã có bộ giáp rát vàng. Chỉ tiếc là đam này thì vẫn không hạ gục nổi Sen. Kata 2 cũng không thay đổi được thế cục. Chỉ ném được 3 dao là phải nằm xuống. Vì gặp mình là tí nữa thì ông này không được chơi tiếp. Taric 3 sao và Galio thứ 8. Chỉ là nhất quyết Kama không ra. Đây rồi duyên tới. Mê cái cách mà ra xô quẩy. Nhờ có đại bác mà kẻ bất dùng thứ hết chém vào Kama lại để chém vào Soraka. Chém Kama thì còn có Soraka bút máu. Chứ chém Soraka thì lấy ai bút máu cho nó đây. Chém một hồi thì nó cũng kết liễu được hai chủ lực nhà mình. Xe tầm này thì cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng. Mình lại một lần nữa thất bại trước nhà Yasuo Ionia. Không có đồ quá ngon nên là mình lấy Lissandra cầm thú tượng cũng ok mà đúng không? Đây rồi Kama thứ 6. Mực tức như là bắt được Kama thứ 9. Nhưng mà không sao, mình cũng có con thứ 9 nhưng mà là Galio. Thú tượng mang về từ chợ thì mình cho Taric cầm để nó tạo nhiều giáp nhất có thể. Lúc này thì còn 3 nhà thôi và mình gặp bóng nhà hư không nên là không có Baron xuất hiện. Không có gì khó khăn với mình cả. Các bạn cũng giống mình nghĩ là nhà Ionia sẽ tiến nhà hư không đi đúng không? Thế mà bằng một cách thần kỳ nào đấy mà hư không lại thắng Ionia hẳn mấy chết. Vẫn là mình tiếp tục roll, vẫn là mình không bắt được thêm một con Kama hay Lissandra nào. Được mỗi con Ahri. Kama cứ thế này thì gặp lại Ionia làm sao mà có kết quả khác đi được. Yasuo vẫn là đúng nhiệm vụ là bắt chết carry team mình hoặc là làm yếu đi để cái xa kết liễu. Gặp lần nào là thất bại lần đó. Nhưng mà 30 chưa phải là Tết đâu. Dông ngang tuổi cho mình thêm một cái kiếm súng để cho Soraka. Roll tiền thừa tiết thì mình cũng chỉ bắt được thêm một Kama. Tâm linh mách bảo là thôi để tiền lên 8 đi còn nhiều máu mà. Ok, đánh rồn nữa. Ba roll lần này đã khôn hơn rồi. Nó nhổ thẳng vào mặt Kama. Mất Kama thì đam còn lại là không đủ để Soraka gánh keo. Mình tiếp tục thua nhà này và còn lại 47 máu. 6.2 thì mình lên 8 roll cạn tiền nhưng mà Kama vẫn từ chối. Thêm được đúng một rai. Trậu viền ý thỏa xếp bài nhưng mà mình chỉ gặp bóng của nhà Yasuo nên là mình dám thở lại. Yasuo chăn chối Kama hết máu thì Soraka búp. Chăn chối Soraka thì xem búp kiếm súng búp. Vì là cái bóng này là chiến thắng khá là dễ dàng. Bên kia hư không hết phép khi phải nằm xuống dưới những cơn mưa của Mr. Zero. Nếu đang yêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn. Dưới những cơn mưa của Kai'Sa. Roll tiếp bằng vài các vàng thì mình tìm được Lissandra 3 nhưng mà chưa có tiền mua. Nhà kia có hai máy chiếu hai bên nên là mình gấp gáp bỏ hai carry vào giữa. Xếp như này thì Kama còn tránh được việc bị chăn chối đầu tiên. Ahri là nạn nhân thay thế. Sau đấy thì Yasuo hất tung và chăn chối tiếp vào Soraka nhưng mà không đủ đam. Kama nhận cơ hội tung trưởng và kèm với những ngôi sao từ trên trời rơi xuống của Soraka thì Yasuo phải nằm xuống. Xem nhà kia trâu đến đâu chưa, đến đây thì chịu không nổi nữa. Kama đam thêm bằng những pha trưởng lực trúng ba kẻ đằng sau và làm yếu đi Kai'Sa. Kai'Sa chưa kịp tích đủ số từ quyền trượng thì team mình đã càn vào và đứng cho vỡ mồm. Ở chợ có máy chiếu nhưng mà mình lấy kiếm súng để chơi full hồi phục. Cái này thì thưởng cho Lissandra vì đã cống hiến lên pa ở round trước. Ron cạn nhà cạn cửa thì mình cũng không update được gì thêm. Ông kia thì đã có 6 giá xua 7 cái xa rồi. Một trong hai con mà lên 3 thì game này vĩnh biệt mình luôn. Lần này Yasuo được đổi sang phải và chăn chối vào Rai. Chăn chối xong nó còn đánh thêm vài đòn nhưng mà không hại cũng được Rai vì có đồng đội bảo kê. Soraka búp máu và Sen đi búp giáp. Yasuo đổi hướng sang Kama nhưng mà kịch bản vẫn y hệt như khi nó chém Rai. Sức hồi phục từ 3 kiếm súng là quá nhiều, quá khó chịu khiến cho nó không thể kết liễu đi một ai quá nhanh được. Bất lực vì chém Kama không được, kẻ bất dung thứ quay lại chém vào Sen xong bị trưởng chết. Đáng lắm. Còn Kai'Sa thì không đủ sức để gánh lượng đam tiếng đó. Tiếp tục roll ở 6.6 và Kama thứ 8 xuất hiện cùng con Rai muốn lên 2.
muốn lên cả hai nhưng mà chết thì thấy nhà kia đã có 8 cái xa rồi. Vãi chưa, không thể kéo dài thêm trận đấu được nữa. Mình phải hy sinh Gamma để cho Rai lên 2, chấm dứt cơ hội lật kèo của ông kia. Và tất nhiên là combat này cũng không khác lần trước là mấy. Yasuo quá bất lực trước sức hồi phục này. Mình giành lấy top 1 xứng đáng. Ai không phục mình đấm cho. Điểm nhanh lại một xíu về đội hình hiệu cho nhân cần có nhé. Một là đồ vải vét khá là đẹp. Hai là nên có lỗi đánh nhau vì sát thương sẽ thiếu hụt khi mà gặp các nhà dồn đam. Ba là có Sen 2 sớm là một lợi thế. Bốn là không nhất thiết phải dắt vàng nhưng mà nếu được thì Aeron ở 7. Năm là nên xếp bài kỹ một chút để tránh những cái pha thua không đáng như là cách mình gặp Yasuo. Sáu là gì thì các bạn điền thêm vào nhé. À đừng quên là flick những cái bài đấu đỉnh cao của mọi người ở dưới comment rất vui. Cảm ơn mọi người đã xem video và chúc mọi người vui vẻ.